Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tem đây đang là con LG V60 bản T-Mobile chuẩn nhé, không phải là bản Snapdragon chạy ROM T-Mobile đâu, số 750, và con này tầm khoảng 98, hơn 98% nhé, tầm đấy. Thì con này còn L1, áp suất ok và giá là 4,2 cụ. Thì em sẽ cho bác xem cái ngoại hình nó luôn. Thì đây, đây trước tiên ý, là cái nắp lưng. Thì nắp lưng con này thì cũng hơi xước xước các bác nhé, này các bác có thể thấy đó, nó cũng hơi xước xước các bác nhé. Đó. Còn đây là cái cụm camera, cái cụm camera thì cũng có hơi xước xước nhé các bác nhé, đó khá là xước. Đây là em phải nghiêng cái điện thì các bác mới thấy thôi, rồi thẳng như này thì lại không sao các bác nhé, thì chụp ảnh nó vẫn bình thường thôi, không sao các bác nhé. Đây, còn đây là cái cạnh dưới này, cạnh dưới thì con này nó cái cổng sạc ấy nó hơi xước, nó hơi bị chảy chảy đây này, đấy, chảy nhiều khá nhiều đây này, đó. Ở cái chỗ này các bác có thể khó nhìn thấy này đó. Nói chung là ngoại hình con này thì hơi xấu, chỗ này cũng có một cái vết 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 xước đấy, đấy đấy đó, ok. Còn đây là cạnh phải đây, cạnh phải thì chỗ này có mấy chấm này, chấm chấm này, ok. Trên này thì nó cũng hơi phải phải chấm chấm đi thôi đó. Còn đây là cái cạnh trên này, cạnh trên con này thì cũng đúng là cũng có vài chấm đây, vết vết phẩy này, chấm này, chấm chấm nhỏ nhỏ này đó. Chỗ này nó chấm nhiều hơn này, chỗ này, chỗ góc này, này. Đó. Đây là cạnh trái này, cạnh trái thì cũng có vài vết chấm đây, đây này, đây này. Đó, thì cái khung viền này nó cũng có chấm phẩy khá là nhiều và em đánh giá nó là tầm 98% mà nó khá là xấu rồi. Tuy nhiên thì được cái là cái mặt lưng con này này rất, quên, cái mặt kính của con này rất là đẹp. Đây. Đây. Đấy các bác nhá, mặt kính của con này này rất là đẹp, các bác yên tâm. Đấy, mặt kính con này này rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất là đẹp luôn, gần như là chả có vết xước nào cả. Đấy. Cũng có một vài vết xước ở chỗ này nhẹ nhẹ đây đấy, đấy. Đấy, nhưng mà ở ngoài thôi chứ bên trong thì lại rất là đẹp. Đấy, cho nên con này cũng còn khá là ngon các bác nhé, cũng không đến nỗi mà nó xấu nát bét quá. Và em sẽ test cái chức năng cho bác xem, thì chức năng con này nó bình thường hết mà. Đây, trước tiên là cái wifi này, đó, 2G này, nghe gọi luôn. Tiếp cận bình thường nhé các bác nhé. Ok. Thì con này là con L1 đây các bác. Đây L1 nhé. Sẽ test lên cái tai nghe. Đấy, nhận DC bình thường các bác nhé. Các Google này lúc nào nó còn giữ lại cái wifi này. Chạy bên cái jack tai nghe. Nhiều bác cứ nghĩ thì thấy là hỏng, không phải đâu nhé. Rồi, em sẽ cầm cái máy tính, nhận máy tính bình thường nhé. Ok. Có đèn pin đang yếu thì đây là cổng sạc 18W này. Chạy nhanh bình thường nhé. Ok. Ngoài này cần gì nữa? Đây, camera đây các bác. Đó, các bác nhìn theo xước vậy nhưng mà nó chả sao cả đâu. Vẫn nét bình thường. Đó, vẫn rất là nét luôn các bác. Ok. Ok các bác nhé. Rồi xem ngoài này còn cái gì nào, ngoài này còn ở đây vân tay đây các bác, vân tay bình thường các bác nhé. Xem ngoài này đang chạy Android mấy, con này đang 12 các bác nhé. Thì V60 nó có 13 rồi đấy, các bác thích thì cứ lên thôi, em thì nếu mà có dùng thì em cũng cứ lên thôi, chả sao đâu, thích thì các bác về lại được mà, không vấn đề gì hết nha các bác nhé.
Ok, em sẽ vào bên trong test này. Rồi, ánh sáng tiếp cận bình thường. Ok. Chuông ok, rung này. Rung rất mạnh nha các bạn nhé. Con quay hồi chuyện này. Ok. Mic này. Mic dưới ok. Mic trên này. Ok. Mic bên hông này. Ok. Mic 4 này. Ok các bạn nhé. Cảm ứng này. Mấy cái này thì em cũng test hết rồi, các bác yên tâm em test demo lại cho các bác biết thôi. Đây, áp suất này. Thì đang là 1013.13. Đấy. Con này 1013.1. Đấy này, một con này thì áp thấy hơi yếu yếu rồi. Đấy, nên nhảy được khoảng tầm 0.4 thôi. Đấy. Ok, thì áp con này thì hơi yếu nhé, em hình như viết đây ok là có thể được đến ok. Đấy. 3.0 này. Đấy, được khoảng 0.4, ok các bác nhé. Nói chung là cũng hơi yếu rồi. Đây. IMPL đấy các bác. IMPL thì bằng 1 đây, không phải là IMEFFECT các bác nhé. Đây. Đây là cái màn hình. Thì các bác yên tâm nhé, màn hình con này thì yên tâm, nó chưa bị lưu ảnh gì các bác nhé. Đấy, thoải mái luôn. Thì khi mà test cái màn hình của V60, em hay nói là màn hình của V60 nó hơi hơi vàng vàng hơn nhé, hơi vàng vàng hơn so với những cái hãng khác ấy. Đấy. Chứ không phải là lỗi đâu các bác nhé, các bác dùng hãng khác quen thì có thể là dùng V60 nó thay thế thôi, chứ em bán rất nhiều rồi, nó đa số là nó sẽ hơi hơi vàng thì một chút nhé. Đấy. Ok các bác. Rồi. Đây, test cái cổng C này. Cắm cái 18W này. Đấy, nó chỉ nhận đến CC2. Đó. Em sẽ cắm cái 25W này. Đây, dây 25W này. Đó. Dây 25W sẽ nhận đến BT04 này. Đấy các bác. Khi mà các bác dùng V60 thì thường V60 nó cũng hơi kén sạc thật các bạn. Và nó hay bị lỗi cổng sạc ấy. Thì bác nào tìm hiểu về V60 thì các bác cũng tự hiểu rồi. Tuy nhiên thì không phải vì thế mà các bác không thể dùng được con này đâu nha các bác nhé. Dùng thoải mái, các bác về các bác cắm nhẹ nhàng một chút là được. Và thường thường là dây ở nhà các bác ấy, thường thường là nó sẽ cũ rồi, nó sẽ hơi bẩn rồi ấy. Thì các bác về nếu mà cắm mà nó không nhận ấy, thì các bác vệ sinh nó nhé. Các bác xịt cái xăng vào đây, dùng xăng xịt nhé, xăng xịt vào đây này, hoặc cồn được xịt vào đây. Các bác lấy bàn chải đánh răng các bác chà 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 qua đi, hoặc các bác bóp cái phần này nó nhỏ nhỏ lại nữa cũng được. Đấy thì do là cái LG sản xuất cái cổng sạc con này nó hơi của chuối cho nên nó thế thôi. Và nếu bác nào mà chắc ăn nữa thì mua thêm một cái bộ sạc bên em bán nữa nhé, thì nó sẽ ngon hơn. Đấy, ok các bác nhé, chào các bác.